Chào mừng các bạn đang đến với kênh Văn hóa và Lịch sử. Các bạn thân mến, lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống, có đúng không? Có cần thiết không? Đối với các cụ thì câu hỏi này là thừa. Bởi vì nòi nào giống ấy, cây nào quả ấy, giỏ nhà ai, quai nhà ấy, con nhà công chẳng giống lông cũng giống cánh. Tìm nơi có đức gửi thân, ai chẳng muốn có trai lành gái đảm, dễ thảo dâu hiền. Thời này một số bạn trẻ coi thường cho là phong kiến lạc hậu. Có những đôi trai gái chỉ mới gặp nhau trên quãng đường đã vội đính ước, tính chuyện vuông tròn. Thậm chí họ đã biết rõ cả ngọn luồn lạch sông. Ngọn luồn lạch sông như thế nào thì chắc các bạn trẻ hiểu rõ. Đành rằng cũng có trường hợp một ngày nên nghĩa, chuyến đò nên duyên. Song thành công là cá biệt, thất bại là phổ biến. Các bạn thân mến, tìm tông, tìm họ không có nghĩa là tìm chốn sang giàu, khinh người nghèo khó. Khinh người nghèo khó mà chủ yếu là tìm nơi có gia giáo, có đức độ. Cha mẹ hiền lành để đức cho con, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Con người sinh ra lớn lên do nhiều yếu tố xã hội chi phối, nhưng nam nữ thanh niên mới lớn lên, trường đời chưa từng trải, giáo dục gia đình là yếu tố quan trọng và chủ đạo. Hôn nhân là việc hệ trọng, tác động suốt đời, mà con người rất dễ mù quáng trong tình yêu. Qua tuần trăng mật, không phải mọi chuyện trong quan hệ vợ chồng đều suôn sẻ. Khi việc khó khăn, trục trặc trong cuộc sống, ai cũng muốn tìm điều hay lẽ phải để giải quyết thỏa đáng. Đó là lúc cần dựa vào tông, vào họ hàng, tìm những tình cảm chân thành và những tri thức đúng đắn. Các bạn thân mến, còn môn đăng hộ đối, tức là tìm nơi hai gia đình, hai bên thân thuộc có những mặt cân đối phù hợp với nhau, chứ đâu phải là bắc bậc leo thang, kẻ khinh người trọng. Ngoài ra còn một yếu tố nữa, tính đến gen di truyền. Ngày xưa trong một vài hoàn cảnh đặc biệt, có ông chồng thỏa thuận ngầm với vợ, thả cho vợ đi xin nòi. Xin lưu ý, những người đàn bà đó không phải thuộc hạng lẳng lơ đâu. Ta cũng chỉ biết ngầm, nói nhỏ với nhau thôi, và nhấn mạnh hoàn cảnh đặc biệt. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm, người trong cùng họ lấy nhau có được không, thì hãy theo dõi video tiếp theo của kênh.